Thì sau cái chuyến đi công tác tại Trường Sa đó thì cái tình yêu đó luôn luôn vẫn cháy bùng trong tôi. Thì làm nghệ sĩ biểu diễn thì tôi luôn trăn trở là mình đã và sẽ làm được những cái gì để cống hiến tiếp tục cho cái tình yêu biển đảo của mình. Thì là tôi trăn trở điều đó thì là thực sự là cũng rất là xúc động vì có rất là nhiều điều muốn muốn chia sẻ về cái vấn đề này. Khi là một nghệ sĩ mà đã được đứng trên rất nhiều sân khấu biểu diễn rồi mà lại được biểu diễn trên một cái sân khấu như ngoài biển đảo như thế thì là thực sự là rất là xúc động. Và về đến đất liền thì chúng tôi luôn trăn trở cái tình yêu đó và nghĩ rằng mình sẽ làm gì cho biển đảo như vậy. Thì thực sự là quá run. Thì là cái việc nói về cái chương trình mà chúng tôi mang đi đi công tác đó thì là nó phải là Chị có thể chia sẻ về cái vở Cải Lão Hoàng Đồng mà vừa qua mà các anh chị đã phục vụ biểu diễn cho các em thiếu nhi ở vùng 4 hải quân ạ? Đúng rồi. Nói về vấn đề đấy là tôi muốn chia sẻ nhiều hơn bởi vì là cái tình yêu đó được đốt cháy cho nên là chúng tôi muốn trăn trở làm cái điều gì đó cho quê hương. Thì chúng tôi trăn trở rằng là khi mà cái Tết đến thì chúng tôi đã làm cái chương trình cho các chiến sĩ ngoài hải đảo, đó là góp những cái chiếc bánh chưng xanh để mang ra Trường Sa. Và sau cái chương trình đó thì chúng tôi lại nghĩ tiếp tục rằng là mình sẽ làm gì tiếp nhỉ, và đó cái thời điểm của mùng 1 tháng 6 sắp tới thì chúng tôi có suy nghĩ là sẽ làm gì cho các con em, các chiến sĩ đang công tác ngoài tại hải đảo ngoài đó. Thì là với một cái ý tưởng đó thì tôi đã về nhà hát và tôi trình bày với ban giám đốc là em xin cái chương trình sẽ làm chương trình thiếu nhi để mang phục vụ cho các con em chiến sĩ ngoài hải đảo đang công tác ngoài đảo, nhưng cái hậu phương của các chiến sĩ đó cũng rất là quan trọng và mình cần sự chăm sóc rất là tốt. Thì chúng tôi xây dựng cái ý tưởng đó và xây dựng chương trình đó trong vòng thời hạn rất là ngắn, trong vòng 10 ngày thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình như thế. Thì là vừa tập luyện vừa triển khai công tác tổ chức ở trong bên trong vùng 4 Cam Ranh và vừa kết hợp với các công tác huy động quà tặng cho các con em trong đó. Thì bên cạnh lực lượng các nghệ sĩ ngày đêm ngày ba buổi tập luyện cái chương trình đó và cộng với cả anh chị em trong câu lạc bộ để kết hợp thành cái chuyến đi rất là thành công như thế. Sự cái người nghệ sĩ cả chúng tôi rất hạnh phúc khi mà cái đứng trên sân khấu trong một cái buổi biểu diễn đặc biệt đó, ở phía dưới có 1.600 các cháu cộng với các mẹ các bà đưa các cháu đi xem. Thì thực sự là cái người nghệ sĩ chúng tôi không có cái niềm hạnh phúc gì bằng. Và khi chúng tôi kết thúc cái vở diễn đó thì là ào xuống, các nghệ sĩ được ào xuống tặng quà cho các con em, thì nó là cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Khi những cái ánh mắt trẻ thơ nhìn các nghệ sĩ chúng tôi nói rằng là tôi chúng con chưa bao giờ được xem một món quà nghệ thuật mà là vui thích thế này. Đấy là một sự hạnh phúc vô cùng lớn của các nghệ sĩ chúng tôi. Thì là đó cũng là một cái sự trăn trở của nghệ sĩ là đấy, mình đã có một món quà như thế rồi, nó lớn lao như thế rồi thì cái tình yêu của mình nó sẽ phải tiếp diễn như thế nào nữa để đáp ứng lại cái lòng mong mỏi không những của các con mà của gia đình các chiến sĩ. Bởi vì khi mà hậu phương có vững chắc thì những người thân của các con đó như là bố ở ngoài đảo xa thì mình yên tâm vững chắc tay súng để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo cho chúng ta. Thì thực sự đấy là đó chỉ là một cái hành động của chúng đối với chúng tôi, nó cũng không phải quá to lớn gì nhưng ngược lại cái ý nghĩa tinh thần cho các con em và cho các chiến sĩ ngoài biển đảo thì vô cùng to lớn. Đó là cũng là những viên gạch đầu tiên mà nghệ sĩ chúng tôi có những chương trình biểu diễn đầu tiên và tiếp nối chương trình đó. Sau như chương trình 1 tháng sau đó thì chúng tôi lại trăn trở tiếp rằng là mình đã làm cho các con em như vậy rồi thì tiếp theo mình sẽ làm gì, và đó là cái khởi động tiếp theo của chúng tôi là trung thu sắp tới. Thì nghệ sĩ chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cho món quà tinh thần để tiếp tục tặng lại các con em chiến sĩ hải quân tại vùng 1 Hải Phòng sắp tới. Thì đó là những cái chuỗi hành động mà những người nghệ sĩ như chúng tôi đã từng được ra Trường Sa, đã từng được cống hiến ngoài biển đảo rồi, thì những cái hành động tiếp theo của những người nghệ sĩ chúng tôi đi về là như thế nào, là vẫn đốt lửa cho cái tình yêu biển đảo đó, nó sẽ cháy mãi và lan tỏa cho cộng đồng của trên đất liền, chứ không nó chỉ dừng lại ở một cái chuyến đi Trường Sa của cái năm đó. Cái năm chúng tôi ra Trường Sa đó cũng là một cái năm mà điểm nóng rất là lớn, khi mà đầu tháng 5 là giàn khoan HD 571 của Trung Quốc, 981 của Trung Quốc là kéo sang lấn chiếm biển đảo Việt Nam, thì cuối tháng 5 là chúng tôi lên đường đi biểu diễn. Thực sự cái thời điểm đó là rất là nóng nhưng mà chúng tôi đi với một cái tình yêu cháy bỏng nhiệt huyết với Tổ quốc chứ không phải sợ nguy hiểm gì cả. Thì khi ra biển đảo thì thực sự là thấy cái biển đảo của mình, quê hương mình quá đẹp, đẹp vô cùng. Tôi
cũng rất là mong muốn ở đây các chị và các bạn là ai có cũng có một lần, dám như được một lần được đến với Trường Sa. Đây không phải là một cái gì đó nó là quảng bá thì đạo đâu, nhưng thực sự đó là cái tình yêu thực sự của quê hương đất nước. Khi đặt chân đến những hòn đảo đó thì mình càng yêu quê hương tổ quốc hơn, cảm giác như máu mình nó đỏ hơn để làm các cái việc có ý nghĩa hơn, thực sự đó là như vậy. Và để cháy bỏng cái tình yêu đó thì trên đất liền, về đất liền chúng tôi sẽ có những hoạt động tích cực tiếp theo để làm thế nào để thể hiện tình yêu biển đảo đó. Thì tôi cũng rất là vinh dự được là một trong những thành viên đầu tiên để xây dựng lên một cái câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, trong đó kết nối những trái tim nhiệt huyết đã từng đi Trường Sa, chuẩn bị đi Trường Sa và sắp tới cũng sẽ được đi Trường Sa, kết nối tất cả những người có trái tim với biển đảo đó. Thì là thực sự là viên gạch đầu tiên đó là cái chuyến đi của tôi, đó là anh Trần Thành thì có một cái trăn trở như vậy, và sau đó anh ấy về bằng những cái tình yêu của mình, anh cũng đã triển khai được cái máy lọc nước biển thành nước ngọt. Bởi vì ra đến đảo thấy các cán bộ chiến sĩ quá khổ về việc nước ngọt, thì anh ấy đã bằng cá nhân của mình đã vận dụng nguồn lực cá nhân của mình hoàn thành chế tạo một cái máy lọc nước biển thành nước ngọt, và tự cá nhân mình huy động nguồn lực xã hội và ra đảo Trường Sa một mình, được sự đồng ý của Hải quân ra đảo Trường Sa một mình để tặng các chiến sĩ ngoài Trường Sa Đông một cái máy lọc nước đó. Đó là một cái viên gạch đầu tiên để kết nối những trái tim chúng tôi, như chị Hương, như các chị đây, để thành lập lên một câu lạc bộ tuổi trẻ biển đảo quê hương. Ở đó thì là anh Thành sẽ phụ trách về những vấn đề khoa học kỹ thuật, như là tiếp tục những cái chương trình máy lọc nước biển thành nước ngọt để tặng bộ đội. Bản thân tôi thì cũng là một nghệ sĩ, thì mình chỉ có đem góp sức bằng những cái khả năng chuyên môn của mình là cống hiến những tác phẩm nghệ thuật phục vụ lại cho biển đảo, phục vụ cho tất cả các con em chiến sĩ cũng như các chiến sĩ. Đó là một món quà tinh thần của chúng tôi, những người chúng tôi muốn mang đến. Thế còn bên cạnh đó thì câu lạc bộ cũng có rất là nhiều những chương trình hành động tiếp theo để triển khai những cái công tác tại đất liền, ví dụ như là ốm có thuốc, khám có thầy, đã kết hợp được các bác sĩ ở trên địa bàn Hà Nội và trên địa bàn cả nước để thành lập những chương trình là ốm có thuốc, khám có thầy để khám và chữa bệnh cho toàn bộ các chiến sĩ ngoài hải đảo, các chiến sĩ công tác tại đất liền và các gia đình những người chiến sĩ đó. Khi mà những gia đình đó cần là chúng tôi có mặt để uống một thuốc, khám có thầy. Và tiếp theo đó là một cái chương trình là chăm sóc hậu phương vững lòng biển đảo. Đó là chúng tôi đã có những hành động tiếp tục là đi thăm non những vợ con các chiến sĩ đang công tác ngoài biển đảo. Có những chị vừa mới sinh, có những chị một mình nuôi hai con nhỏ, và chúng tôi đã triển khai những công tác đó để chăm lo cho đời sống hậu phương. Và khi đó thì là thực sự là cái tình yêu của chúng tôi được nối liền rất là dài. Và hôm nay còn cái tôi đây cũng là có chị Nguyễn Thu Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ biển đảo Quê Hương, chắc là chị cũng sẽ nói có nhiều những cái trăn trở và có nhiều cái chia sẻ cùng các anh chị nhiều hơn ạ. Và với một ý tưởng chúng tôi đã có một ngày hội ngộ lại tất cả thành viên với những cơn sóng mà đang còn dữ dội lắm, đang còn nguyên vẹn lắm và đang còn thực sự cháy bỏng lắm với Trường Sa, với biển đảo, với tổ quốc. Thì tất cả thành viên gặp nhau không ai bảo ai, từ khắp mọi miền tổ quốc về với Hà Nội, về với ngày hội và về với như là một cái đợt hành trình chúng tôi còn lưu trên đất liền như biển đảo. Thế sau đó thì chúng tôi lại có một nhân rộng ra, bởi vì sao là Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi Trường Sa nhiều năm, từ 2009 đến 2015, 2016. Thì chúng tôi có một sáng kiến là sẽ thành một cái câu lạc bộ để kết nối tất cả thành viên với nhau hành trình, và từ đó cái câu lạc bộ của tuổi trẻ thì lưu ra đời. Trước khi chúng tôi ra đời thì tôi đã có một vai vận động một lần chính thức để thành lập của Trung tâm Thiếu Quốc gia của Trung đoàn, của Trung đoàn. Và trong một năm chúng tôi vận động thì được sự ủng hộ nhiệt liệt cũng như là tâm nguyện của tất cả mọi người. Tôi thấy rằng là không có gì quý hơn khi mà hữu xã Tịnh Liên Hương, tất cả mọi người từ khắp các nơi, không chỉ riêng tuổi trẻ, tất cả những các cán bộ lãnh đạo từ các ngành nghề, từ trung ương, địa phương, tỉnh thành, rồi từ miền núi đến thành phố, tất cả mọi người đều muốn làm điều gì đó cho Trường Sa. Và chúng tôi cùng một cái tâm nguyện đó, cùng ý muốn đó và cùng một cái sự khao khát đó, chúng tôi tụ lại với nhau thành con sóng và thành tâm bão. Và thời điểm này, con bão này và con sóng này đang có sự lan tỏa và kinh nghiệm. Quan điểm chúng tôi là gì? Là muốn làm gì đó cho Trường Sa một cách thiết thực nhất. Với góc độ là đúng là ở tiền tuyến, hậu phương, hai bên đều có những cái truyền thống. Thực ra với một cái tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc mà chúng ta đang có những cái gọi là sóng biển đô hồ dân tộc ở khắp các nơi, thì chúng tôi đã có một chuỗi hoạt động. Tôi không kể lại những cái chuyện mà chúng tôi chị Hồng Linh vừa nhắc lại là những hoạt động câu lạc bộ, ngoài vấn đề là những sự thiết thực nhất là vấn đề nước ngọt Trường Sa hay là hậu phương chiến sĩ, thì chúng tôi cũng đang có những cái hoạt động mà chính và những bên lề để làm sao tạo ra những trăm con sóng, trăm cái tình yêu thương đó được dồn về với biển đảo,
dồn đến một cái ngôi nhà chung là vì đất liền, vì biển đảo. Và khi mà chúng tôi hoạt động về câu lạc bộ thì chúng tôi được sự đồng thuận rất cao của cơ quan chủ quản, đó là Bộ Tư lệnh Hải quân. Đồng thời là một sự đồng thuận tuyệt vời hơn nữa, mà nó có sức lan tỏa hơn nữa, đó là người dân. Và người dân này được hiển hiện ở tất cả những lĩnh vực khác nhau và đang công tác cũng như đang hoạt động, đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi với một cái sự cháy bỏng vì tổ quốc thiêng liêng chúng ta. Cho nên là cái hoạt động chung tay vì biển đảo cũng như là hoạt động chung tay cho bản đồ Việt Nam ở khắp các nơi đầy đủ lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam để thể hiện một phần lòng yêu nước chúng ta thì chúng tôi đã phát động. Đấy là ý tưởng mà chúng tôi cùng với một chị là chị Nguyễn Thị Hậu, chị là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Chị đã nêu cái vấn đề này rất nhiều lần trong hội khoa học cũng như là trong những diễn đàn trong nước quốc tế, nhưng mà cái việc này chưa thực hiện. Thì sau khi mà chúng tôi, chị đã nhiều lần nữa trong thời điểm này thì chị đã bảo tôi thì đưa lên mạng và mọi người cũng đã kêu gọi. Thì tôi cũng được một cái sự nhân duyên kết nối của một cái chị phóng viên ở bên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị Nguyễn Mỹ Trà. Chị là một phóng viên nữ ảnh cũng theo hành trình và ra biển đảo năm vừa rồi. Và chị cũng bảo thôi chị Hương ở câu lạc bộ chúng ta cũng sẽ làm cuộc đi. Thì thực ra chúng tôi thì không thờ ơ bất cứ một cái hành động nào, một cái biểu hiện cũng như là một cái chương trình nào có ý nghĩa cho biển đảo cả. Chúng tôi hoàn toàn quan tâm, nhưng quan tâm và ưu tiên và đặt cái việc làm lên trước và sau hoặc đồng hành cùng thì chúng tôi là xem xét của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Và tôi thấy rằng chương trình này cũng có ý nghĩa và chúng tôi cũng đã được tiếp tục chương trình và phát động cả nước chung tay treo bản đồ Việt Nam có đầy đủ lãnh thổ, lãnh hải để khẳng định một phần nào đó là thể hiện một cái lòng yêu nước của người dân Việt Nam ở khắp các nơi, và nhất là những người yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu và những người luôn hướng đến cái sự tôn trọng và tự hào một cái gì đó là thiêng liêng và mất tuyệt đối về vấn đề của tổ quốc của chúng ta. Vậy thì trong quá trình là công tác xã hội thì chị có gặp những khó khăn hay trở ngại gì không ạ? Những khó khăn là cái gì thì tôi cũng thực sự là cũng không muốn kể, bởi vì chúng ta đã làm cái gì cho mọi người thì dù nhỏ dù to dù lớn dù bé cái việc đấy chúng ta tôi thực sự là tôi cũng không nói. Nhưng mà cái khó khăn nhất là chúng tôi phải phát động phong trào đó có thực sự ý nghĩa và làm cho mang đến quyền lợi cộng đồng cũng như là những người mà được đón cái sự chia sẻ này nó thực sự là được trân trọng, được tự hào và có sự kết nối lan tỏa. Cái khó khăn để làm sao phải đưa ra những thông điệp, những cái chương trình, những cái hành động và nó mang lại những hiệu quả cho xã hội tốt nhất, và như thế để hiệu triệu được tất cả mọi người lòng dân ủng hộ, tất cả người tham gia từ khắp mọi người ủng hộ, đấy là khó khăn chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại may mắn rằng là cái khó khăn đấy là những cái thách thức nhưng là cơ hội, bởi vì khi tôi hiệu triệu thì gần như mọi người đều ủng hộ tham gia. Có chương trình mà như kể các nghệ sĩ trên biển đảo như chị Hồng Liên đây là trách là người chính trong cái nhóm chương trình là Trái Tim Xanh Yêu Thương, với 10 ngày với một ý tưởng cũng như là đề xuất lãnh đạo của Nhà hát kịch Việt Nam mà đã cùng quy tụ được tất cả những cái nghệ sĩ, các diễn viên để làm sao một cái vở kịch được hoàn thành một cách chuẩn mực và được đi công diễn để làm sao đón nhận được một cái sự coi như là rất là ý nghĩa cũng như là một sự nồng nhiệt mà từ đấy lòng mọi người thốt lên rằng là chúng con mà tôi chưa được thưởng thức. Thì đấy là những cái mà tôi nói rằng là những khó khăn thì tôi chỉ đặt ra đây là khó khăn làm sao để mọi người ủng hộ và mọi người có thể luôn luôn đã ủng hộ rồi thì tiếp tục ủng hộ nữa và trong tương lai có thể là cùng chúng tôi đồng hành một cách nó trung thành và mãi mãi. Đấy là những khó khăn mà tôi nghĩ là